Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một video hướng dẫn cho các bạn cách ghim tin nhắn trên Messenger giữa bạn với một người bạn nào đó nha. Thì trước đây Messenger chỉ cho ghim tin nhắn trong nhóm, thì hiện tại thì Messenger đã nâng cấp lên và cho phép các bạn ghim tin nhắn giữa hai người với nhau. Thì cách làm như thế nào thì các bạn hãy mở cái ứng dụng Messenger của các bạn lên nha. Ví dụ như mình sẽ mở cái ứng dụng Messenger của mình lên, rồi mình sẽ chọn vào cuộc trò chuyện mà mình muốn ghim tin nhắn nha. Ví dụ như mình sẽ chọn vào cuộc trò chuyện này. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn cái đoạn hội thoại hoặc là một hình ảnh mà các bạn muốn ghim. Ví dụ như mình sẽ chọn vào cái hình ảnh mà mình muốn ghim lên đầu nha. Rồi mình sẽ nhấn vào ghim ở phía dưới bên phải màn hình điện thoại đó, thì mình sẽ nhấn vào ghim và mình sẽ nhấn vào ghim. Thì như vậy là cái hình ảnh này đã được ghim lên đầu rồi. Để lướt xuống thì nó sẽ có một cái phần là đã ghim một tin nhắn, thì mình sẽ nhấn vào xem tất cả để xem cái tin nhắn mà các bạn đã ghim với người bạn đó của các bạn nha. Ví dụ như mình sẽ nhấn vào cái ảnh này và mình nhấn vào ghim nữa, thì các bạn có thể thấy là mình đã ghim hai tin nhắn như thế này rồi. Thì mình sẽ nhấn vào xem tất cả thì các bạn sẽ thấy những cái tin nhắn mà các bạn đã ghim. Và nếu mà các bạn muốn bỏ ghim tin nhắn thì làm như thế nào, thì các bạn hãy click vào cái tin nhắn mà các bạn muốn bỏ ghim nha. Ví dụ như mình sẽ click vào tin nhắn mà mình muốn bỏ ghim như thế này, rồi các bạn hãy nhấn vào bỏ ghim ở phía dưới bên phải màn hình này lượt nha. Ví dụ như mình sẽ nhấn vào bỏ ghim, thì như vậy là tin nhắn này đã. Thì nếu mà các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.